thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý khác. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Quân vừa tổ chức chương trình trao tặng bình lọc nước cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình phân phối bình lọc nước vì cộng đồng và biến đổi khí hậu cho hội viên phụ nữ thuộc các hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn do công ty cổ phần xúc tiến đầu tư và phát triển bền vững Sipco tài trợ thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Dĩnh Quân đã trao 650 bình lọc nước cho các gia đình hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn của bốn khóm trên địa bàn. Lợi ích của chương trình mang lại rất lớn, giúp chị em hiểu hơn về sự cần thiết khi sử dụng nước sạch để bảo vệ sức khỏe, thích ứng biến đổi khí hậu. Chương trình được thực hiện nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tiếp cận nguồn nước uống sạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình năm ba sạch.